hôm nay cả nhà của mình đi siêu thị nha cả nhà. Nhà trai đã tới nè. Té không? Đụng té phải không? Đây, đây nè, nhà trai nè. Đợi từ hồi sáng tới giờ. Ngủ. Rồi, mở rồi. Thang, makeup xong chưa? Đâu có makeup gì đâu. Hôm nay vui ha, đi đông người. Bên đó có gia đình mình không à? Em bỏ đồ qua đây ngồi luôn đi Liên. Rồi, Kevin ngồi bên đó với ai? Thôi Thành đi với Kevin đi, cho Liên ngồi bên đây đừng tám chứ. Để buồn. Ừ không, Kevin có người có ông Thành ngồi tám đi Kevin. Hôm nay là cả đại gia đình của rùa là bò lên thành phố. Đây, đây là bờ hồ Toronto nè. Đây là tới phố tàu Toronto rồi nè các bạn. Ở đang chính phố tàu nè. Vậy muốn Sài Gòn con kìa. Ủa nhưng mà nó đô rất đó. Đây, gia đình Hai Lúa đã tới nơi. Kẹt xe quá các bạn. Dài quá. Chưa có được ăn mặt sổ nữa. Ôi trời, em mới biết cái thao gì bự. Phở đặc biệt. Đây là phở đặc biệt. Phở đặc biệt. Cái này là 16. Muốn thịt nướng lên. Đặc biệt nhỏ. Có cái cơm bên đây. Không hành, không gì hết. Ăn ở đây. Đây là bún mắm. Đúng là người Việt là đi đâu cũng phải bún mắm hết. Chuẩn bị đi về, coi người nào cũng là tay xách nách mang toàn là đồ ăn giặt không, bánh trái không, xôi, rồi nem nướng. Đây là tâm hồn ăn uống hết rồi, quay chi cao vậy, giờ cháu quẩy, nóng. Đây là ông địa. Rồi, gia đình mình đi shopping ha, mà tìm Bạc Kinh á là đi nãy giờ Bạc Kinh nửa tiếng luôn á, mà đi hai mặt luôn á, không có Bạc Kinh để đậu, chỗ đậu xe. Giờ cả nhà đi về đây, đi siêu thị. Siêu thị này thì bán quần áo thôi. Vô tiệm Roots này chỉ có ở Canada thôi, Mỹ không có nha các bạn. Đi về tối quá, không có nấu kịp đồ ăn, phải đi mua pizza về nhà ăn. Đây là cái mắt kiến mát, hôm nay mình mới mua nè. Cái điều trì đô là cái kiến này đó, là cái giá là 360 đô á. Ha, đây là cái kiến của mình. Mình mua đây là một cái. Rồi con gái của mình là con gái Úc á, là của Sanh Rà đó. Cái kiến Tiffany and Co. Thì cái kiến này, cái màu, con bé nó lựa cái màu rất là đẹp, của trẻ trung của con nít ha. Đây, cái kiến này đó là 320. Người ta bớt rồi đó, tại mình mua nhiều á, người ta bớt á.
320. Còn cái kiến này đó là cái hiệu Gucci, là của bé Trần, con gái lớn của mình đó. Cái kiến này thì là 380. Tại vì bé Trần á là đeo hai cái đều thích hết trơn á, rồi lấy cái này bỏ cái kia thì không nỡ, mình thấy nó lưỡng lự thôi mình đi mua luôn, mua hai cái cho bé Trần luôn. Còn đây một cái của bé Trần cũng hiệu là Dior nữa. Cái này thì mắc nhất trong đây là cái này là 400. Bé Trần hai cái, thấy chỉ lựa cái này rồi chỉ hồi chỉ thích cái này rồi hạn hồi nữa, chỉ nói chỉ thích cái kia nữa, rồi chỉ không có muốn bỏ cái nào hết á. Đó là mình lấy cho bé Trần hai cái. Cái này 400, cái này 380, cái này 320, cái của mình là 360. Còn đây là cái đôi giày của bé Trân, con gái lớn mình đó nè. Đại hạ giá các bạn, giá là 85 đồng mà mình trả có 45 đồng thôi. Đôi giày hiệu Puma, đôi giày đẹp. Bên đây mà mình chịu khó mà mình đi á thì mua đồ rất là đẹp. Đôi giày của bé đi chạy thể thao á, 45 đồng đôi giày đẹp không? Cái áo này nữa nè, cái áo suit này nè thì là 74 đồng mà mình được bớt á, mình có cái thẻ đó, mình được bớt nó 40% thì mình chỉ còn trả có 44 đồng chưa cộng thuế. Mình mua cho xanh rà, tiếng như Úc của mình á, là mình mua hai cái. Còn đây là cái quần Eddie Bauer của xanh rà nữa nè. Cái quần này đó là 75 đồng mà mình cũng được 40% off, thì mình còn trả lại là 40 mấy, gần 50 cái quần này. Cái quần cũng đẹp lắm. Mình quên các bạn ơi, mình nói lộn để chị mình nghe chị mình buồn, là cái đôi giày này của bé Trân đó là anh rể của mình, là anh Thắng á, chồng của chị Loan của mình á, trả tiền mua tặng cho con bé Trân. Còn hai cái áo này đó là của chị Loan, là chị của mình á, chị ba mình á, là của chị Loan mua tặng cho xanh rà. Còn mẹ của nó thì học được cái gì hết. Còn đây là cái áo của mình, cũng là cái hiệu Eddie Bauer. Cái áo này là cái áo sơ mi vải rất là đẹp, giá của nó là 65 đồng. Các bạn biết mình trả bao nhiêu không? Mình trả là 10 đồng. Đúng 10 đồng. Đó, mẹ mặc áo 10 đồng. Để mà mặc cái áo này, để mặc đi làm, khoác đi làm á.